Sepol là huyện tọa lạc ở phía đông nam tỉnh Savannakhet, có chung biên giới với vùng đất Quảng Trị của Việt Nam. Từ năm 1930, hai địa phương này đã được thông thương qua quốc lộ 9, cung đường giữ vai trò đặc biệt quan trọng về mặt chiến lược. Trong kháng chiến chống Mỹ, nhiều tuyến vận tải của ta ở phía tây Trường Sơn đều tập kết về đây. Từ Mường Phìn về Tà Khấu, Na Bo và ở Sepol, đại bộ phận là bỏ hàng ở đó, đưa vào một cái kho ở gần cái sông Đậm Quế và sau này là sông Sê Băng Hiêng này. Hàng chiến lược sẽ tiếp tục được vận chuyển theo đường 9 hoặc xuôi dòng Sê Băng Hiêng xuống Hạ Lào và Campuchia chi viện cho chiến trường miền Nam. Do trên địa bàn Sepol và các huyện lân cận vừa có các tuyến vận tải huyết mạch lại vừa có nhiều kho tàng chiến lược của quân đội ta, nên vùng đất này đã trở thành mục tiêu trọng điểm đánh phá của Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong năm 1971. Đầu năm 1971, Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ đã lên kế hoạch và ngày 29 tháng 1 năm 1971, Tổng thống Hoa Kỳ Nixon phê chuẩn chiến dịch Dewey Canyon 2 tiến đánh đường 9 Nam Lào. Chiến dịch này còn là một thử nghiệm về khả năng quân lực Việt Nam Cộng Hòa có thể tự chiến đấu trong tình huống Mỹ tiếp tục rút quân ra khỏi chiến trường miền Nam Việt Nam. Một thử nghiệm về chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và năng lực hoạt động độc lập một cách hiệu quả của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tổng cộng khoảng 31.000 quân, 3 sư đoàn, sư đoàn dù, sư đoàn thủy quân lục chiến, sư đoàn 1 bộ binh, được đánh giá là sư đoàn thiện chiến nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Quân đội Mỹ tổng cộng khoảng 10.000 quân gồm 12 tiểu đoàn bộ binh, 5 tiểu đoàn thuộc sư đoàn dù 101, 3 tiểu đoàn thuộc sư đoàn American, 8 tiểu đoàn pháo binh, 1.200 máy bay, 800 trực thăng, 300 máy bay phản lực, 50 máy bay vận tải cỡ lớn và 50 máy bay ném bom chiến lược B-52. Quân giải phóng miền Nam Việt Nam tổng cộng có khoảng 50.000 quân với chỉ huy là Bộ Tư lệnh Mặt trận Đường 9 Nam Lào, các sư đoàn bộ binh, 3 tiểu đoàn tăng thiết giáp, một số tiểu đoàn đặc công, 3 trung đoàn pháo binh cơ giới, 3 trung đoàn pháo phòng không, các lực lượng tại chỗ của B-5, B-4 và đoàn 559, lực lượng chính quy và dân quân Pathet Lào. Nhưng phía Mỹ và chính quyền Sài Gòn không hề biết rằng cuộc hành quân Lam Sơn 79 đã rơi hoàn toàn vào thế trận đón lõng từ trước do nguồn tình báo phía ta cung cấp. Đây là tập truyện ký kể về những năm tháng hoạt động bí mật của điệp viên Tống Văn Trinh, một cán bộ tình báo của ta tại Lào. Điệp viên Tống Văn Trinh chính là người đã lấy được bản kế hoạch chi tiết của cuộc hành quân Lam Sơn 79 và kịp thời báo cáo lên Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lực lượng tình báo của ta ở Sài Gòn, điệp viên Phạm Xuân Ẩn cũng đã sớm nắm bắt được nội dung kế hoạch triển khai của chiến dịch Lam Sơn 79 và đã gửi về Hà Nội từ trước đó. Việc lấy được bản kế hoạch chi tiết cuộc hành quân Lam Sơn 79 có nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần làm nên thắng lợi của quân giải phóng trên mặt trận đường 9 Nam Lào. Nắm được thông tin tình báo quý giá, Bộ Chính trị đã phân tích, nhận định và chỉ thị cho Quân ủy Trung ương nhất thiết phải đánh thắng trận này vì đây là một trận có ý nghĩa về chiến lược. Ngày 6 tháng 2 năm 1971, Bộ Chính trị quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Mặt trận Đường 9 Nam Lào, đồng thời thành lập Tổng Tư lệnh Mặt trận. Thượng tướng Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam vào chiến trường làm đại diện của Quân ủy Trung ương. Thiếu tướng Lê Trọng Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm tư lệnh chiến dịch đường 9 Nam Lào. Trung tướng Lê Quang Đạo, Chính ủy chiến dịch đường 9 Nam Lào. Cùng thời gian này, nhân dân ở vùng giải phóng các tỉnh khu 5 Bình Trị Thiên và nhân dân cách mạng Lào đã góp sức chi viện cho chiến trường. Thực hiện phương châm chiến lược, Đông Dương là một chiến trường, chung chiến hào đánh Mỹ.
mở màn chiến dịch Lam Sơn 79 với lực lượng hùng hậu, sử dụng chiến thuật trực thăng vận, có không quân, thiết giáp, pháo binh yểm trợ. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa ồ ạt tiến sang Sepol. Ngày 7 tháng 1 năm 1971, sau 8 ngày triển khai chiến dịch Lam Sơn 79, Tổng thống Mỹ được báo cáo không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ngày 8 tháng 1 năm 1971, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu họp báo tuyên bố quân lực Việt Nam Cộng Hòa đánh sang đất Lào, cắt đứt đường Hồ Chí Minh và sẽ đón các nhà báo quốc tế tới Sepol. Từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 3 năm 1971, quân giải phóng liên tiếp phản công, giáng những đòn quyết định. Tất cả lực lượng pháo binh của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đồng loạt nổ súng vào máy bay của tôi. Chỉ ít phút, hai trực thăng của chúng tôi bị bắn cháy. Trên thông tin vô tuyến, tôi nghe các phi công bị bắn rơi xin cấp cứu. Cho nó vào mà không cho nó về. Cho nên là toàn bộ cái lực lượng có xạ là phóng lên không trung, trực thăng là rơi rụng rất là nhiều, có thể nói là rụng như sung. Và đài BBC đã đưa tin là hai ngày đầu năm 59 đã hạ được là 50 trực thăng. Và sau 10 ngày thì đã hạ 180 trực thăng. Trực thăng quân đội Mỹ đã thực hiện hơn 160.000 chuyến bay trong suốt chiến dịch Lam Sơn 79. Đó là hoạt động trực thăng vận lớn nhất trong chiến tranh Việt Nam. Nhà báo Joe Galloway, phóng viên chiến tranh của hãng UPI tham gia đưa tin về chiến dịch Lam Sơn 79. Buổi tối, nếu đến câu lạc bộ đêm, bạn sẽ thấy các phi công thường treo thẻ bài tên mình trên những chiếc ly sau quầy rượu. Và liếc qua những chiếc thẻ bài là bạn sẽ thấy nếu thẻ bài nào mặt úp vào trong, có nghĩa là người đó đã qua đời. Trong chiến dịch đường 9 Nam Lào, Trung tướng Khuất Duy Tiến là trung đoàn trưởng trung đoàn 64, sư đoàn 320, đơn vị đảm nhận nhiệm vụ tác chiến ở khu vực Cha Ki, phía tây bắc Bản Đông. Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về chiến dịch lịch sử vẫn còn in đậm trong tâm trí của vị lão tướng này. 10 giờ 30 ngày 25, chúng tôi chuyển hướng đột kích chủ yếu. Trước chúng tôi đánh ở phía tây tây bắc đánh vào, chúng tôi chuyển cái hướng đột kích chủ yếu đánh từ đông đông nam đánh lên. Chúng tôi tiêu diệt được cái căn cứ 31 đó và bắt sống được đại tá Nguyễn Văn Thọ và toàn bộ lực lượng ở đấy. Trong chiến dịch Lam Sơn 719, sau 45 ngày chiến đấu, quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã tiêu diệt 2 lữ đoàn, 1 trung đoàn bộ binh và 5 tiểu đoàn biệt động quân, tiểu đoàn dù, đánh thiệt hại nặng sư đoàn dù, sư đoàn 1 bộ binh, sư đoàn thủy quân lục chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bắn rơi phá hủy 556 máy bay trực thăng, 1.138 xe quân sự, 112 khẩu pháo và súng cỡ lớn. Hơn 7.000 lính quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã bị chết và thương vong. Lực lượng tinh nhuệ, biệt động quân và sư đoàn nghề dù đã bị thiệt hại nặng. Đây là các đơn vị dự bị chiến lược tốt nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Chiến dịch Lam Sơn cũng đã làm quân đội Mỹ bị chết 215 người và thương vong gần 1.200 người. Xét trên phương diện một thử nghiệm của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, Lam Sơn 719 là chiến dịch thiệt hại nặng nề nhất đối với quân đội Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Về phía ta, để giành được thắng lợi trên chiến trường, hơn 2.200 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh và gần 6.200 chiến sĩ bị thương. Tướng Sutherland, cố vấn quân đội Mỹ trong chiến dịch Lam Sơn 719 đã nhận xét, chiến dịch Lam Sơn đã phá hủy mất phần tinh nhuệ nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và trở nên nghiêm trọng, bất lợi hơn nhiều so với điều mà người ta tưởng lúc đó. Cùng với chiến dịch Lam Sơn 719, Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa triển khai cuộc hành quân Quang Trung 4, đánh vào khu vực ngã ba biên giới tỉnh Kon Tum và cuộc hành quân toàn thắng 171 tấn công sang vùng đông bắc Campuchia, nhằm tạo đồng thời 3 mũi giáp công, hòng triệt phá hành lang vận chuyển và hậu phương chiến lược trực tiếp của ta. Nhưng cả hai cuộc hành quân này cũng đều thất bại thảm hại.
cuộc hành quân Quang Trung 4 bắt đầu từ ngày 27 tháng 2 năm 1971. Vừa ra quân đã bị tổn thất nặng. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải rút khỏi Ngọc Tô Ba về phòng ngự trên tuyến Pleiku, Đắc Mót, Tân Cảnh. Tất cả các cái khu vực và các cái trận địa và các cái đồi mà địch chiếm là đều tan rã. Quân đoàn 2 Việt Nam Cộng Hòa vội mở cuộc hành quân Quang Trung 6 nhằm giải tỏa khu vực này. Từ ngày 1 đến ngày 16 tháng 4 năm 1971, 20 tiểu đoàn thuộc các sư đoàn 22, 23, liên đoàn 2 biệt động quân, lữ đoàn 2 dù phản kích xong không chiếm lại được vị trí đã mất. Ngược lại, còn bị tiêu diệt thêm 3 tiểu đoàn, 9 tiểu đoàn khác thiệt hại nặng. Tiểu đoàn tôi lúc tiến sang có khoảng 600 người, thì chỉ còn 55 người sống sót. Năm 1971, trên mặt trận Đông Bắc Campuchia, quân tình nguyện của ta cùng với quân dân nước bạn đã đồng tâm hiệp lực đập tan cuộc hành quân mang tên Toàn Thắng 171 của 23.000 quân đội Sài Gòn dưới sự yểm trợ của không quân Mỹ vào vùng căn cứ của quân giải phóng. Khu vực Mò Vẹt, Lưỡi Câu của ta được củng cố vững chắc. Ngày nay, các cựu chiến binh tiểu đoàn 9, trung đoàn 3 từng chiến đấu ở chiến trường Campuchia năm 1971 có dịp hội ngộ. Đầu năm 71 là nó chủ trương nó mở cái cuộc hành quân ở phía miền Đông Nam Bộ là đánh sang Seoul Campuchia theo cái đường 13 và đường 7. Pháo của nó là đóng ở cái cây số 6 đường 13. Thế thì chúng tôi dùng 36 đồng chí đánh vào cái chốt pháo đó. Một đại đội thì cũng có gần 100 quân, nhưng mà tôi chỉ chọn 36 người đi đánh cái trận đó thôi. Dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, chiến thắng chiến dịch Lam Sơn 79, hành quân Quang Trung 4 và Toàn Thắng 171, chúng ta đã đánh bại cuộc thử nghiệm công thức chiến lược của Hoa Kỳ, đó là Việt Nam hóa chiến tranh bao gồm Bộ binh Sài Gòn cộng Hỏa lực cộng Hậu cần Mỹ, nhằm thông qua một cuộc hành quân quy mô lớn để thử thách. Và nếu thành công, sẽ chứng tỏ quân đội Sài Gòn đủ khả năng thay thế vai trò của quân chiến đấu Mỹ trên chiến trường miền Nam. Chiến thắng này còn là một minh chứng sống động cho mối tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai quân đội và hai dân tộc Việt-Lào và nhân dân địa phương Campuchia giáp biên giới trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù chung. Cùng với những thắng lợi trên mặt trận quân sự, trên bàn đàm phán ngoại giao tại Paris, phái đoàn của ta vẫn giữ vững lập trường kiên quyết bảo vệ quan điểm yêu cầu Mỹ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam ngay trong năm 1971. Dù thất thế trên nhiều mặt trận, nhưng Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục diễn kịch trước dân chúng. Tôi có thể công bố nỗ lực Việt Nam hóa chiến tranh đã thành công nhờ sự lớn mạnh của Nam Việt Nam, nhờ chiến dịch Campuchia thành công và thành tích của quân Nam Việt Nam trong chiến dịch ở Lào, tôi tuyên bố tăng tốc độ rút quân Mỹ. Nay ta có thể rời Việt Nam, để lại cho dân tộc can trường này một hy vọng được tự do thật sự. Nay ta có thể chứng tỏ cho bạn bè quốc tế rằng tinh thần trách nhiệm vẫn hy vọng hòa bình lớn và duy nhất trên thế giới. Năm 1971, khắp các đô thị miền Nam, đặc biệt tại Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, phong trào học sinh sinh viên rầm rộ đã thu hút đông đảo giới trẻ tham gia, đưa phong trào chung của các tầng lớp nhân dân thành thị nổ ra liên tục mạnh mẽ. Tại các vùng nông thôn, đồng bằng, rừng núi, ven thị, nơi nơi đều có phong trào quần chúng nổi dậy. Ở miền Bắc năm 1971, các địa phương đẩy mạnh nhiều hoạt động thi đua khôi phục phát triển kinh tế, bảo đảm yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bảo đảm đời sống nhân dân. Với trọng tâm của nền kinh tế là phát triển sản xuất nông nghiệp, mục tiêu đặt ra là trong 3 năm từ 1971 đến 1973, giải quyết về cơ bản nhu cầu lương thực trong nước. Kinh tế Việt Nam năm 1971 là một cái quá trình
ở miền Bắc ấy, là một quá trình phát triển rất là ngoạn mục, là bởi vì là lần đầu tiên cái quá trình khôi phục trong chiến tranh ấy, nó đạt được những cái thành tích rất lớn, mà sản xuất nông nghiệp nó giữ vai trò chủ đạo cho nền kinh tế để đảm bảo ăn no đánh thắng. Mùa xuân năm 1971 cũng đã đi vào trang sử vàng của cách mạng Việt Nam. Bởi đây là thời điểm diễn ra hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 3 với những quyết sách vô cùng đúng đắn. Ra sức thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng chiến, nêu cao ý chí quyết chiến quyết thắng, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, bảo vệ và xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, tiến tới hòa bình, thống nhất nước nhà, đồng thời làm trọn nghĩa vụ quốc tế. Trong lúc nhân dân miền Bắc đang nỗ lực thi đua trên mặt trận khôi phục phát triển kinh tế, thì tháng 8 năm 1971, một cơn đại hồng thủy ập đến. Trận lụt mà các cơ quan khí tượng quốc tế đánh giá là lớn nhất trong vòng 250 năm ở miền Bắc Việt Nam và lớn thứ hai trên thế giới trong thế kỷ 20, đã khiến hàng loạt tuyến đê trên hệ thống sông Hồng bị vỡ, gây nên tổn thất vô cùng nặng nề về con người và tài sản. Đồng bằng Bắc Bộ ngập úng trên diện rộng, gần 600 người thiệt mạng, 100.000 người bị ảnh hưởng nặng do sống ở những khu vực bị ngập hoàn toàn. Tổng số trên 120.000 công trình liên quan đến nhà cửa, kho tàng bị ngập và trôi. Thiệt hại về công nghiệp ước tính khoảng 3.670.000 đồng. Về nông nghiệp ước tính lên đến 1.140.100 đồng. Các địa phương có đê bị vỡ đã huy động tổng lực nhân công bảo vệ, sửa chữa cầu đường, hàn gắn, gia cố hệ thống đê bao. Cái người lái tàu của ngành đường sắt, họ đã có thể nói là rất là dũng cảm. Khi họ kéo những cái đoàn tàu chở đầy đá, những đoàn tàu đó là đỗ ở trên cầu, cầu Đuống, rồi cầu Long Biên. Khi mà nước nó lên, mấp mé ở dưới các cái dầm cầu, thì những cái đoàn tàu chở đá là đảm bảo cái sự ổn định và an toàn của cái cầu của đường sắt lúc đấy. Có một cái giải pháp tôi cho là cũng là một cái dấu ấn, là đánh chìm những cái xà lan để hàn khẩu lại đê. Dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, việc khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt được coi là nhiệm vụ trọng tâm giải quyết cấp bách của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, phát triển sản xuất. Nhờ sự chung sức đồng lòng, nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, kinh tế miền Bắc đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Sản lượng lương thực quy thóc đạt 5,6 triệu tấn, cao hơn mức trung bình các năm trước. Giá trị tổng sản lượng công nghiệp và thủ công nghiệp vẫn đạt kế hoạch năm 1971, tăng 14% so với năm 1970. Trong đó, điện đạt 810 triệu kWh, tăng 34% so với năm 1970. Than sạch đạt 3,26 triệu tấn, tăng 22% so với năm 1970. Lấy lý do Phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có những động thái khiến cuộc đàm phán hòa bình ở Paris bị đình trệ. Giữa năm 1971, Hoa Kỳ đã tiếp tục tấn công miền Bắc bằng không quân. Mỹ đã sử dụng tới 250 lượt máy bay, trong đó có cả pháo đài bay chiến lược B-52 ném bom rải thảm tuyến đường Hồ Chí Minh hàng trăm lần. Bộ Tư lệnh Không quân đã hạ quyết tâm tìm cách đánh bằng được B-52. Sau thời gian tìm hiểu và huấn luyện, phi công Vũ Đình Rạng trở thành người đầu tiên trên thế giới xuất kích bắn siêu pháo đài bay. Trận đánh diễn ra trong đêm 20 tháng 11 năm 1971 trên bầu trời miền Trung. Xuất kích từ sân bay Anh Sơn lên, tôi không liên lạc gì cả. Tôi bay theo cái địa hình đến Tân Ấp của Hà Tĩnh, cách điểm xuất phát là 120 cây số. Thế đây là sở chủ huy với bắt được B-52 thì cho tôi vứt thùng dầu phụ và tăng lực kéo cao 5 cây số, thì tôi ấn nút bắn sát. Vào khoảng 2 cây số
thì là đường ngắm ổn định lắm, nên là tôi ấn nút phóng tên lửa. Quả tên lửa đã bắn trúng mục tiêu, nổ chùm lên một bên thân sau chiếc B-52, khiến pháo đài bay bất khả xâm phạm lao đảo tháo chạy, rồi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Nakhon Phanom, Thái Lan. Tháng 10 năm 2018, gần nửa thế kỷ sau cuộc đối đầu trên bầu trời miền Trung, phi công Vũ Đình Rạng đã có dịp gặp mặt ông David Robert Volker, kiếp bay B-52 suýt bị ông bắn hạ tại Hà Nội. Đó là một nhiệm vụ đánh bom. Chúng tôi đã gần thành công khi mà chúng tôi đã được cảnh báo có một máy bay MiG đang tiếp cận chúng tôi. Mặc dù có súng ở đuôi máy bay, nhưng đêm đó không hiểu sao súng của chúng tôi không hoạt động đúng trong lúc bẻ lái máy bay. Thì đột nhiên, bùm, tên lửa của Thượng tá Rạng sượt qua cánh máy bay của chúng tôi. Vẫn với các mưu toàn chính trị, từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 12 năm 1971, Mỹ mở chiến dịch Blue Deep Alpha, tăng cường leo thang chiến tranh bằng không quân, đánh phá các căn cứ quân sự, cơ sở cung ứng hậu cần và nhiều xí nghiệp, trường học, bệnh viện ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Biến đau thương thành hành động, trong 5 ngày, quân và dân miền Bắc đã giáng trả những đòn đích đáng, bắn rơi 17 máy bay Mỹ. Trung đoàn pháo phòng không 228, đơn vị từng tham gia bắn rơi 72 máy bay địch trong chiến dịch đường 9 Nam Lào, tiếp tục làm nên chiến công bắn rơi máy bay thứ 100 và 101 tại cầu Hàm Rồng. Ngay sau chiến dịch Blue Deep Alpha, tờ Washington Post đã bình luận khá gay gắt về tướng John Daniel Lavender, chỉ huy không lực Hoa Kỳ tại Việt Nam. Những gì Lavender đã làm rõ ràng là rất nghiêm trọng đối với quốc gia trong thời đại hạt nhân. Và tờ nhật báo này còn ám chỉ rằng các quan chức cấp cao khác ít nhiều đều có liên can đến quyết định triển khai chiến dịch không kích khủng khiếp này. Chiến dịch Blue Deep Alpha và những động thái quân sự trong năm 1971 của Tòa Bạch Ốc đã làm dấy lên nhiều cuộc biểu tình chống chiến tranh mới ở Mỹ với sự tham gia của đông đảo cựu binh từ Việt Nam trở về. Ngày 18 tháng 4 năm 1971, Hội cựu chiến binh phản đối chiến tranh Việt Nam ở Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc biểu tình kéo dài 5 ngày tại Washington, D.C. Khoảng 1.000 cựu binh đã kéo đến trước Nhà Trắng, giận dữ ném những huy chương, sao danh dự và quân phục trả lại cho chính quyền. Sao bạc, huân chương cao quý thứ ba, chẳng có ý nghĩa gì. Tôi không cần những thứ này nữa. Tôi được một sao bạc, một chiến thương, tuyên dương lục quân, 8 huy chương không quân, huân chương bảo quốc và cả đống rác rưởi này, vô nghĩa hết. Năm 1971, phong trào phản chiến đã vượt ra ngoài vòng kiểm soát của chính quyền Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ có một lần tôi lên cái miền gọi là cái miền Đông Bắc của Hoa Kỳ đó, phong trào phản chiến nó lên lớn mạnh quá, nổi lên những cái tiếng hoan hô Hồ Chí Minh, hoan hô mặt trận giải phóng. Năm 1971 là thời điểm mà cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn căng thẳng, nhu cầu chi viện cho các mặt trận phía Nam trở nên cấp bách. Hưởng ứng phong trào ba sẵn sàng, hàng chục ngàn sinh viên các trường đại học bách khoa xây dựng tổng hợp đã từ biệt giảng đường và bao hoài bão ước mơ, viết đơn xung phong nhập ngũ. Cái lứa nhập ngũ đầu tiên của chúng tôi rất đặc biệt, phải nói rất đặc biệt, bởi vì lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của dân tộc, cũng như có lẽ là cũng là lần đầu tiên trong lịch sử của nhân loại, hàng trăm sinh viên bước chân thẳng từ giảng đường đại học ra mặt trận cầm súng chiến đấu trực tiếp. Những người thân trong gia đình tiễn con em của mình lên đường nhập ngũ, họ chỉ có ước nguyện vì ngày mai Tổ quốc được hòa bình, thống nhất. Khi mà đất nước chưa được giải phóng, thì chúng tôi đều có một cái lòng tự trọng dân tộc, muốn giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Nên chúng tôi đã gác bút để cầm súng diệt quân thù. Hơn một nửa trong số những người tình nguyện gác tay bút cầm tay súng năm ấy
đã mãi mãi nằm xuống ở tuổi 20 trong các trận đánh ác liệt. Cháy lên rồi, ngày mai ra trận. Những tổng hợp bách khoa xây dựng. Những chàng sinh viên mới quen cầm súng, chỉ một đêm đã hóa vĩnh hằng. Đường ra trận mùa này đẹp lắm, để đất nước hôm nay tươi sáng những mùa xuân. Năm 1971, thời điểm mà người Mỹ đánh giá là kỳ lạ với nhiều bất ngờ và mâu thuẫn đã đi qua. Việt Nam bước vào năm 1972 với dự báo sẽ là một năm vô cùng gian khổ ác liệt trên khắp các chiến trường, đặc biệt phải đối mặt với chiến tranh không quân leo thang đến đỉnh điểm.